Ok, em và ảnh quen nhau hơn 2 năm rồi, đợi qua Tết cưới. Vì ảnh bị vỡ nợ công việc sa sút, ảnh rất chiều em, rung động mạnh, thay đổi tốt hơn nhiều. Mà dạo gần đây anh hay nói ảnh rất yêu em, mà anh không hiểu cách em đối xử với anh. Lúc cãi nhau anh hay bảo cầu cho thằng nào tốt hơn anh, yêu em. Anh ăn chay 1 tháng, vì anh nghĩ anh không đủ tư cách, học vấn mọi thứ đều đáp ứng với em. Anh đoán là chữ đáp ứng này tức là tương đồng á. Ảnh mệt mỏi lắm, ảnh ít học nhưng rất giỏi. Mà ảnh cứ nghĩ vậy, tụi em có quờ tờ giờ mà ít lắm. Vậy là anh còn yêu em không? Anh Tuấn chỉ em làm sao để xây dựng tình cảm tới follow love mà em hành xử sao cho đúng. Em thấy em sai rồi, em đã học hết các lớp của anh Tuấn, cảm ơn. Em đã học hết rồi mà em hỏi câu đó thì có nghĩa là lúc em học em không có dùng được. Tại vì trong đó đã chỉ cái câu này rất trong đây là đã rất là rõ trong các lớp học rồi. Ok, trong em tả đó, nó có cái dấu hiệu của anh ta bị tổn thương nhiều. Và thấy có vẻ như em chưa ở cái phiên bản mà làm mà nói như thế nào nhỉ? Em chưa là cái phiên bản để cho cái mối quan hệ đó là đi theo hướng tích cực mà lại đi theo hướng tổn thương. Người đàn ông này rõ ràng có những cái tổn thương trong mối quan hệ. À, bản thân anh ta có cái sự chưa phát triển đủ lớn. Đúng, nhưng mà anh ta là một người tốt trong cái giao diện tình cảm như em tả, có sự phát triển đối xử với em tốt lung tung lang thang. Đó là điều đáng mừng. Và anh ta có vẻ đang tiếp tục phát triển. Ok, cái chuyện anh ta công việc sa sút không sao, đời người nó vậy đấy em. À, trong cái việc kinh doanh, trong cái việc phát triển sự nghiệp sẽ có những cái lúc người ta chưa có thành đạt. Chuyện đó nó là cái chuyện bình thường, người ta vẫn sẽ học được những cái bài học để sau này thành công hơn. Tuy nhiên ở đây là thấy toàn là dấu hiệu tổn thương không, điều đó nó cho thấy ở em là thiếu cái sự công nhận đó anh ta. Em coi lại cái lớp đường tới trái tim chàng mà em đã học đi, đặc biệt cái phiên bản Zoom á, em thấy là ở trong cái đó có, em thấy là trong anh ta tả có những cái điều rất là tổn thương mà trong đó có thể là thiếu cái sự công nhận cho anh ta. Tức là em nên công nhận anh ta, em có nói là em thấy là anh ta rất là tốt mặc dù học hành không có tương đồng với em. Tuy nhiên vậy nè, cái quan trọng á, em nói là anh ta rất là giỏi, cái đó là đủ rồi và cái đó là cái mẫu số chung á. Cái chuyện học vấn hay là bằng cấp nó chỉ là cái nó chỉ là một cái chứng minh là anh đi học ở trong trường á, trường đại học hay là trường phổ thông cơ sở hay là bất cứ cái dạng á, chỉ nói lên phần đó thôi, không nói lên là anh giỏi hay anh dở, anh học vấn cao, anh tri thức cao hay không. Cái đó nó nằm ở phần học bên ngoài. Có những người học rất giỏi nhưng tri thức vẫn thấp, có những người học rất giỏi nhưng ý thức vẫn kém, có những người học rất giỏi nhưng mà kiếm tiền cũng vẫn không nhiều. Ok, và điều đó là bình thường và cái đó logic, nó không có gì là không logic cả. Tuy nhiên những người mà người ta học ngoài đời, người ta lại không có bằng cấp mà vì chúng ta lại coi chúng ta lớn lên chúng ta tự đúc cho chúng ta những cái tiêu chuẩn đó, là không có bằng cấp, không có học trong trường đại học thì là không giỏi. Không phải, các bạn biết cái cuối cùng nó ra là cái thực hành đó. Bởi vì ông Trump á, bây giờ là tổng thống Trump á, tổng thống Donald Trump, cái thời trước khi mà ông có cái show gọi là The Apprentice thì trong đó ông có một cái episode mà episode là một cái thời đó nó gọi là reality show, tức là show mà quay thật á, tức là real đó. Thì có một cái episode mà trong cái episode đó là một cái dài nhiều tập, episode là dài tập, thì trong đó là khoảng 10 người của một cái nhóm học rất giỏi trong trường đại học, một nhóm á là chưa bao giờ học đại học, kêu là street smart. Street smart là những người học ngoài đời, một nhóm kia là book smart. Book smart là những người học trong trường. Thì hai nhóm đấu với nhau, cuối cùng street smart thắng. Thắng thắng. Nhưng mà anh nói điều đó không có nghĩa là chê cái người đi học, bản thân anh cũng là người đi học. Ok, nói đi học mới nhớ bữa lấy cái bằng ra lau chùi. Bằng hai vợ chồng anh lau chùi còn toàn ten ở đây. Ok, thì cái book smart tức là cái những người mà học mà người ta học ở ngoài đời á, nó sẽ làm cho nó cũng nói lên cái chất lượng. Nhưng mà anh nói thú thật á, anh quan tâm tới cái bottom line, tức là cái cuối cùng của một con người là cái phần học vấn, là cái học thức của anh ta tới đâu. Ok, nhưng mà quay lại cái câu hỏi của em á, là trong mối quan hệ của em á, cái nặng á là cái sự tổn thương nó đến từ cái phần em thiếu công nhận của anh ta. Và cái đó nó nằm ở trong tay em chứ không phải nằm trong tay anh ta. Cho đó em hỏi anh bây giờ học cái gì hay làm cái gì thì anh chỉ có thể nói với em thế này thôi. Hãy coi lại những cái nội dung trong lớp học về cái phần công nhận người đàn ông, hãy coi coi những người đàn ông người ta cần cái gì. Anh này là một cái anh mà ảnh có thể anh không có học vấn để tương đồng với em, nhưng mà anh ta có thể là một cái người thành đạt, thành đạt thì chắc là chưa như em tả, nhưng mà một cái người mà có cái tri thức về học ở ngoài đời mà như em nói là anh ta là một người giỏi, anh ta chỉ không có bằng thôi. Do đó em hãy công nhận cái sự tốt đẹp đó của anh ta, mà hãy để cho cái mối quan hệ mình nó chuyển qua những cái cảm giác tích cực để tránh cái tổn thương đi.
Tại vì nếu cái tổn thương mà nhiều thì nó sẽ làm hư mối quan hệ, có vậy thôi. Còn muốn anh ta fall in love thì phải mất đi cái tổn thương đó, ít nhất phải mất đi cái tổn thương đó. Cho nên là ở trong cái phần hành xử của em nó thiếu những cái để tạo ra những cái tốt đẹp cho cái mối quan hệ của em, mà nó không biết sao nó lại đi theo hướng tổn thương. Ok, em coi lại phần đó, đó là cái khúc ngay chỗ của em ha. Chúng em quen nhau 10 tháng, anh từ lúc quen em copy đã bàn tới chuyện xây nhà kết hôn, giờ đã 10 tháng nhưng anh bảo sang năm mới xây được do chưa đủ tiền. Mối quan hệ kéo dài này có xấu không anh? Khi anh ta gặp em và anh ta lúc mới gặp anh ta bàn chuyện xây nhà kết hôn là do cảm giác rung động, và cảm giác rung động đó người ta nghĩ là yêu. Ok, tuy nhiên cái cảm giác rung động như anh nói rồi trong cái lớp đừng có trái tim chàng giải thích rất là rõ là cái cảm giác rung động đó nó sẽ mất đi sau sau tuần thôi là nó xuống nhanh, sau tháng là nó xuống rất nhanh, sau năm thì nó còn rất ít, nó drop hơi bị nhanh rồi nữa nè. Drop tức là rớt xuống. Một số bạn cho anh nói tiếng Anh thì lâu lâu nói tiếng Anh cái tao nay nói tiếng Anh riết rồi nó bị bệnh luôn á, tức là đó là thợ thầy con cái ra đường toàn tiếng Anh, vợ chồng cũng nói tiếng Anh, sách đọc tiếng Anh, nói tiếng Anh học ok, cho nên lâu lâu hơi sổ một chút thông cảm đi, không phải tại khoe mấy cái chữ đó nó xài thường xuyên quá à. Ok, nhưng mà sẽ dịch lại, gần như tất cả các chữ đều dịch hết, mà cái cảm giác rung động đó nó sẽ tụt xuống. Ok, thì ở đây em tả nè, sau đó anh ta không, 10 tháng anh ta không nói chuyện xây nhà, chuyện nó bắt đầu không nói tới nữa, bảo sang năm chưa đủ tiền. Đây em thấy là người ta hành xử theo cái cảm xúc người ta có. Nếu cảm giác rung động của anh ta mạnh cho em, anh ta sẽ làm gì đó. Cảm giác ý rung động của anh ta tụt rồi mà cảm giác yêu không lên thì cái chuyện đó nó cũng sẽ tương ứng theo luôn. Anh không biết được là cái việc đó hiện tại là đang tốt hay đang xấu, tại vì em không nói tới những cái hành xử của em trong mối quan hệ. Em chỉ nói tới cái triệu chứng là ngày xưa thì anh nói cái chuyện là à cưới 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 xây nhà ra riêng anh cưới em đúng không, để anh xây nhà anh xây nhà anh về quê rước má lên liền, ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe ba bánh, mai mốt về quê làm ăn anh sẽ làm một chiếc xe bò, ok anh sẽ sắm cái nhà rồi anh cưới em về đúng không. Nhưng mà ngày hôm nay ta không nói thì anh thấy là lành ít dữ nhiều, anh không biết tại sao, nhưng mà có vẻ 10 tháng đó cảm giác yêu của anh ta dành cho em thì nó không có hoặc là ít, trong khi cảm giác rung động thì chắc chắn đã tụt. Cho nên câu trả lời cho em, anh không biết là có xấu hay không, tuy nhiên khả năng xấu, tại vì nếu như anh ta yêu em thì giờ này anh ta đây mới là cái lúc bắt đầu muốn cưới em. Ok, còn nếu như anh ta bắt đầu có những cái dấu hiệu khác, không giảm sự quan tâm, bắt đầu em coi lại biết là sự nồng nàn bắt đầu giảm lại, nếu như em đã có quờ hờ tờ giờ rồi, em đã đổ rồi tổn thương trong mối quan hệ gây gổ gì đó trong cái lớp này giải thích rõ lắm đó, đừng có trái tim vàng, thì lúc đó là xấu. Ok, tuy nhiên cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu em tả duy nhất không tốt, xấu hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn đó là không tốt rồi đó. Ok, tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.